Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. 20 tin tặc bị khởi tố. Ngày 7 tháng 5, AFA loan tin khởi tố 20 bị can dùng mã độc chiếm quyền sử dụng 25.000 tài khoản Facebook. AFA dẫn truyền thông nhà nước ngày 6 tháng 5 cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 20 đối tượng sản xuất phát tán mã độc trên không gian mạng nhằm chiếm đoạt tài khoản cá nhân, dữ liệu người dùng trên địa bàn toàn quốc và các quốc gia trên thế giới và đây là hình bài trên AFA. Theo AFA, trong nhóm trên, công an khởi tố Đặng Đình Sơn, 31 tuổi, trú tại Hà Nội, người cầm đầu vụ án về tội sản xuất, mua bán, trao đổi các công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật và xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác. 19 đối tượng còn lại bị khởi tố về tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác. AFA dẫn thông báo của công an cho biết, mã độc có chức năng đánh cắp thông tin tài khoản người dùng Facebook được Đặng Đình Sơn mua mã nguồn với giá khoảng 30 triệu đồng. Tại cơ quan công an, Sơn khai rằng đã dùng mã độc đánh cắp để chiếm quyền quản trị hai trang fanpage có tên AppPayAL về Avoto Studio. Sau đó, Sơn sử dụng hai trang này để đăng tải các bài viết có nội dung giả mạo về tạo hình ảnh đẹp bằng trí tuệ nhân tạo AL hay chat GPT với mục đích thu hút sự chú ý của người dùng mạng xã hội để họ tải về, cài đặt trên thiết bị điện tử. Khi mã độc xâm nhập vào thiết bị điện tử của người dùng Facebook, sẽ âm thầm thu thập các thông tin người dùng rồi chuyển về máy chủ do Sơn quản lý. Và đây là hình Đặng Đình Sơn. Từ đây, Sơn chia cho các nhóm ở Sài Gòn, Hà Nội và Nam Định quản lý, thực hiện chiếm quyền sử dụng tài khoản mạng xã hội, bán những tài khoản Facebook có giá trị cao để thu lợi nhuận. AFA cho biết, theo điều khoản của công an, nhóm của Sơn đã chiếm quyền khoảng 25.000 tài khoản, thu lợi bất chính khoảng 90 tỷ đồng. Liên quan đến tin tặc Việt Nam ngày 5 tháng 4, BBC Tiếng Việt cho hay tin tặc từ Việt Nam tấn công các quốc gia châu Á, an ninh mạng tiếp tục báo động. Theo đó, tin tặc xuất phát từ Việt Nam đang sử dụng phần mềm độc hại để tấn công các nạn nhân nhằm trục lợi tài chính. Cùng lúc, các tổ chức và cá nhân ở Việt Nam cũng trở thành nạn nhân các quốc gia có nạn nhân bị tấn công bao gồm Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Bangladesh, Indonesia và Pakistan. BBC dẫn tin từ Cisco Talos, nhóm nghiên cứu về an ninh mạng thuộc Cisco System, tập đoàn đa quốc gia của Mỹ về công nghệ truyền thông kỹ thuật số cho biết. Nhóm tin tặc thực hiện những cuộc tấn công nói trên có tên Coral Raider và có địa chỉ IP tại Hà Nội, Việt Nam. Và đây là hình ngân hàng cũng là đối tượng bị tấn công nhưng đây không phải lần đầu tiên có những vụ tấn công mạng nhằm trục lợi tài chính mà thủ phạm được xác định là từ Việt Nam. Theo BBC, cuối tháng 2 năm 2024, nhà cung cấp công nghệ an ninh mạng Group IP tự công bố về nhóm tin tặc Vietrix Care người Việt chuyên tấn công những người quản lý hồ sơ của các doanh nghiệp và tổ chức lớn đến từ 44 tỉnh thành của Việt Nam. Vẫn theo BBC, vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 vừa qua, hai doanh nghiệp lớn của Việt Nam bị tấn công là VN Decret, công ty môi giới chứng khoán lớn thứ ba Việt Nam và BVOI, tổng công ty dầu khí Việt Nam. VN Direct bị tấn công ngày 24 tháng 3, khiến toàn bộ hệ thống tê liệt và các giao dịch bị gián đoạn. Còn số thiệt hại không được nêu cụ thể, nhưng theo lời chủ tịch VN Direct, Phạm Minh Hương là rất lớn. BVOI bị tấn công lúc 0 giờ ngày 2 tháng 4, gây ra sự cố ngừng hoạt động trong toàn hệ thống. BBC cho biết thêm các vụ tấn công mạng nói trên cho thấy doanh nghiệp Việt Nam nhìn chung có năng lực thấp trong việc chống lại các rủi ro dạng này. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin 20 tin tặc bị khởi tố. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin chiến dịch đốt lò đã tăng cường sự phát triển kinh tế ở phía Bắc và gây trì trệ ở miền Nam. Ngày 6 tháng 5, trang Bloomberg có bài bình luận về chiến dịch đốt lò ở Việt Nam của tác giả Sulijan. Bài viết được dịch giả Trúc Lam chuyển ngữ đăng trên báo Tiếng Dân với tựa đề Chiến dịch đốt lò biến Việt Nam thành một tỉnh nữa của Trung Quốc. Tác giả nhận định chiến dịch chống tham nhũng của ông Trọng đang đưa sự phát triển kinh tế của Việt Nam đến gần biên giới Trung Quốc hơn, đồng thời khiến Sài Gòn chìm trong các bụi. Và đây là hình bài trên Bloomberg. Tác giả phân tích, khi các nhà sản xuất toàn cầu đến đầu tư, họ cần cơ sở hạ tầng thuận tiện cho việc vận chuyển hàng hóa của họ. Mà Việt Nam, với địa hình dài và công hình chữ ếch, vẫn dựa vào những con đường hẹp gặp gền và thường bị tắt nghẽn giao thông. Do đó, dòng tiền đầu tư đã đổ về khu vực phía Bắc, xung quanh Hà Nội và cảng Hải Phòng. Tỉnh ven biển Quảng Ninh là nơi nhận đầu tư trực tiếp từ nước ngoài lớn nhất trong năm ngoái, Tác giả cho biết Việt Nam bị xếp thứ 43 về chỉ số hiệu quả Logistics mới nhất của Ngân hàng Thế giới, giảm từ vị trí thứ 39 hồi năm 2018. Bởi chiến dịch chống tham nhũng của ông Trọng gây ra một tác dụng phụ đáng tiếc, đó là các dự án cơ sở hạ tầng bị đình trệ. Tác giả nhận xét các quan chức đã quá sợ hãi và không dám đưa ra bất kỳ quyết định nào vì an ngại dính tới bê bối và bị trừng phạt. Trong 4 tháng đầu năm nay, chính phủ chỉ giải ngân được 15% kế hoạch cho đầu tư công. Ví dụ, chuyến tàu điện ngầm ở Sài Gòn dự kiến hoàn thành năm 2018, nhưng đến nay vẫn chưa đi vào hoạt động. Và đây là hình tuyến Metro Bến Thành và Suối Tiên ở Sài Gòn vẫn chưa hoạt động. Theo tác giả, trong khi đó, hạ tầng ở miền Bắc được ưu tiên hơn với các dự án như cảng nước sâu mới ở Hải Phòng và đường cao tốc 04 nối với Hà Nội bắt đầu hoạt động năm 2018 Đường cao tốc 06 hồi năm 2022 nói Hải Phòng với thành phố Móng Cái, gần biên giới Trung Quốc. Tất cả mang lại cho khu vực này một luồng gió đáng kể. Tác giả đánh giá, điều này khiến Quảng Ninh càng trở nên hấp dẫn hơn và cũng cho thấy sự thiên vị của ông Trọng đối với khu vực miền Bắc. Các nhà sản xuất toàn cầu đang mở nhà máy gần Hà Nội do việc chi tiêu cho cơ sở hạ tầng và sự gần gũi với Trung Quốc đại lục. Tác giả dẫn lưu ý của công ty nghiên cứu kinh tế Gapco Research cho rằng Do các nhà sản xuất nước ngoài đổ xô vào, nhu cầu sử dụng điện tăng cao, nhưng hầu như không có quyết định nào về cơ sở hạ tầng năng lượng được đưa ra kể từ khi chiến dịch chống tham nhũng bắt đầu. Điều này càng khiến lợi thế về địa lý của tỉnh Quảng Ninh được thể hiện đầy đủ với khả năng nhập khẩu điện từ Trung Quốc. Và đây là hình thành phố Hạ Long, trung tâm hành chính của tỉnh Quảng Ninh. Tác giả nhắc lại bối cảnh thiếu điện trầm trọng do nắng nóng vào năm ngoái, Việt Nam đã nhập khẩu điện từ tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc loại giải pháp khẩn cấp này sẽ không thể thực hiện ở khu vực phía Nam. Việt Nam là nước nhập khẩu rồng năng lượng kể từ năm 2015. Tác giả cho rằng bản án tử hình đối với bà Lan đã gây ra một số bất bình trong giới doanh nhân và cho thấy Hà Nội sẵn sàng đưa chiến dịch đốt lò vượt ra ngoài tầm của nó. Trong khi, sau khi trải qua các cuộc đàn áp ở Trung Quốc, các doanh nhân Trung Quốc muốn vào Việt Nam làm ăn bởi phù hợp với lợi ích của giới tinh hoa chính trị nhưng điều này dường như không thuộc về miền Nam. Tác giả bình luận, ở nhiều nước đang phát triển, một chút tham nhũng có thể bôi trơn bánh xe thương mại. Và nếu không có tham nhũng, sẽ cản trở sự tiến bộ. Hà Nội có thể muốn thực hiện chính sách ngoại giao cây tre và có nhiều bạn hơn kẻ thù khi Việt Nam ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc. Nhưng hoạt động chính trị nội bộ của Việt Nam đang biến phần phía Bắc của đất nước thành một tỉnh trên thực tế của Trung Quốc. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin chiến dịch đốt lò đã tăng cường sự phát triển kinh tế ở phía Bắc và gây trì trệ ở miền Nam. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.